Thưa quý vị, các mô hình học tập suốt đời do Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng phát động đã có tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội của người dân trong cộng đồng. Từ phạm vi nhỏ nhất là mỗi công dân cho đến quy mô gia đình, xã, phường, đơn vị đều có sự phát triển. Lâu nay, gia đình học tập đã trở thành nhân tố mới trong cuộc vận động giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Gia đình ông Đặng Hòa, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà là một trong hàng ngàn gia đình học tập tiêu biểu được các cấp hội đánh giá cao. Mặc dù có những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ gia đình ông xem nhẹ việc chăm lo việc học tập của con cháu. Chính quyết tâm đầu tư cho giáo dục đã giúp cá nhân ông và các thành viên của gia đình trở thành những người giỏi giang, thành đạt trong cuộc sống. Và từ vấn đề tự học nó thành công rồi, thì tôi đã lan tỏa trên vấn đề của gia đình mình. Thì chúng tôi cũng lo đến cái dòng họ thôi. Từ bước đầu tiên thì chưa có được bao nhiêu cháu được thành công hết. Nhưng đến bây giờ là có hàng chục tiến sĩ, còn mấy chục thạc sĩ và trăm em đại học và bây giờ tôi vẫn xác định rằng là học là như một nguyện sở không có trang cuối cùng và học học nữa học mãi với mục tiêu chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời phối hợp chặt chẽ và đồng bộ với việc triển khai thông tư 22 của bộ giáo dục đào tạo về xây dựng đơn vị học tập hội khuyến học thành phố đã kết hợp cùng với các cấp hội tại các xã phường tổ chức hướng dẫn công dân phương pháp sử dụng bộ công cụ đánh giá mô hình công dân học tập và quy trình thủ tục triển khai đánh giá có thể nói đây là phương pháp tiếp cận phù hợp giúp tăng cường vận dụng chuyển đổi số trong quản lý và triển khai các hoạt động theo hướng gắn với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập. Rất là đầu tư tăng công việc xây dựng các mô hình này và hiện nay là toàn dân hưởng ứng rất là cao và qua học tập các mô hình công dân tập thì đời sống rồi cái nhận thức người dân rất là ý thức rất là cao Đây là làm cho cái tình địa phương còn ngày còn an toàn và vững mạnh. Chỉ tính riêng 5 năm qua, toàn thành phố có 225.263 gia đình được công nhận gia đình học tập, 208 dòng họ học tập. Đó là nhân tố tạo sức lan tỏa tinh thần hiếu học trên địa bàn thành phố. Có thể thấy cuộc vận động xây dựng các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đã có tác động mạnh mẽ tới việc vận động nhân dân học tập suốt đời, nâng cao dân trí và trình độ văn hóa, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.